Đầu tiên là chúng ta phải cắt cái bẹ ôm của cái bẹ này nè, cái áo ôm của cái bẹ này ha, là xuống xuống khoảng tầm đây đi. Đó, xuống khoảng tầm đây. Rồi, chúng ta mới cắt cái bẹ này xuống nữa, tại vì cái nách lá này nó còn thấp tuốt dưới này quá. Đó, hai trường hợp ha, mọi người cứ chú ý. Rồi. Cái này chúng ta cắt xét luôn nè. Đó. Rồi, mến chào cô chú anh chị mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha. Thì hôm nay Linh sẽ làm một cái clip để giải đáp thắc mắc của một chú ở thành phố Hồ Chí Minh, là có điện cho Linh. Chú có xem cái clip của Linh ở trên TV á, thì chú có điện cho Linh, chú nói là cái cây dừa của chú mà tại sao nó cắt mà cái đọt ở bên trong nó lên cao quá, rồi bây giờ là chúng ta xử lý như thế nào. Thì Linh có hướng dẫn cho chú rồi, nhưng mà Linh muốn làm một cái clip trực tiếp xử lý như thế này để cho chú xem dễ thực hành ở trên cái cây dừa hơn. Đó. Thì chú Hưng có xem được cái clip này thì có thể thực hành trên cây dừa của mình ha. Rồi bây giờ là xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng hướng mắt vào màn hình của Linh, sẽ quay cận lại để hướng dẫn cô chú anh chị mình cách khắc phục cái cây dừa mà cái đọt bên trong nó lên cao quá cao như cây dừa này nè mọi người. Đó, để chút xíu nữa Linh sẽ quay cận cho mọi người xem. Rồi xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng theo dõi ha. Rồi Linh sẽ lấy cái cây sim hồng này để ví dụ cho chú dễ hiểu nè, cũng như ví dụ cho tất cả cô chú anh chị mình luôn ha. Thì khi cái cây chúng ta cắt nó lá nó đều đều với nhau, cây này Linh bỏ một thời gian rồi là Linh cũng không có cắt nhiều đó, cho nên là cái lá nó cũng không đều, nhưng mà nếu ở nhà quý vị lá vậy là cũng hơi đều ha, cắt cho đều. Nhưng mà tự nhiên cái đọt bên trong này nó ra quá dài nè mọi người thấy không, nó dài cả một cây viết luôn nè. Đó, cái đọt bên trong nó ra quá trời dài, đúng ra là nó ra khoảng tầm đây thôi, từ từ nó mới ra được cái lá đồng đồng dưới ngoài, mà cái đọt này nó quá trời dài đi. Đó, thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Nếu chúng ta cắt như bình thường, chúng ta cứ để vậy, chúng ta để cho cái nách này nó lên bằng với cái lá này, thì sau này cái đọt này nó sẽ phát triển lên nữa, thì nó sẽ bự hơn cái lá này nữa mọi người. Đó, cho nên chúng ta cần phải xử lý cho nó nhỏ lại, cho nó lùn xuống. Đó, cho nó hãm bớt, cho nó lùn xuống, để chúng ta sau này cái đọt bên trong này cái lá nó sẽ tương đương với cái lá này và lá này. Còn chúng ta để yên nguyên như vậy, để cho cái nách lên như Linh thường hướng dẫn, cái nách này lên tới đây, rồi chúng ta mới cắt tiếp. Chúng ta mới cắt tiếp cái này thì là cái đọt bên trong này nó sẽ ra quá dài, sau này cái cây chúng ta sẽ mất dáng, là nó sẽ những cái lá nó sẽ không cân bằng với nhau, và cái đọt này nó sẽ phát triển dài lên đây nữa, dài tuốt lên trên, là cái lá nó sẽ dài hơn cái lá này. Cái lá này là bự nhất rồi nè mọi người. Đó, đối với những cái cây dừa này á, là nó bị dược quá mọi người, nó bị ăn phân á. Có khi là một là cô chú bỏ nhiều phân quá. Đó, thứ hai là cái giá thể của nó đến lúc mà cái rễ dừa nó phát triển, nó hút quá nhiều chất dinh dưỡng nè. Linh thì không có bỏ phân, cây nào yếu lắm mới bỏ phân, nhưng mà do cây này nó phát triển quá, nó đến lúc nó cái rễ của nó phát triển rất là nhiều trong đây nè mọi người, cái bộ rễ của nó là nó hút chất dinh dưỡng, hút nước. Dưới thứ hai chúng ta tưới nước nhiều thì nó cũng mau lên, tại vì mình trồng trong chậu mình sẽ phải ép cho nó nhỏ nhỏ lên mọi người, ép cho nó là bị thiếu, giống như thiếu chất dinh dưỡng đó, nó mới ra được cái bộ lá lùng đẹp ha. Rồi cái này cách xử lý như thế nào thì cô chú anh chị mình này, chúng ta sẽ cắt từ đây ha. Chúng ta cắt, đầu tiên là chúng ta phải cắt cái bẹ ôm của cái bẹ này nè, cái áo ôm của cái bẹ này ha, là xuống khoảng tầm đây đi. Đó, xuống khoảng tầm đây. Rồi chúng ta mới cắt cái bẹ này xuống nữa, thì rất là đơn giản thôi, mọi người cứ cắt dài xuống thôi. Rồi bây giờ Linh sẽ cắt xuống, rồi mọi người cứ cẩn thận cắt xuống thôi. Đó, cắt xuống cho nó xuống một ít ha mọi người, xuống một ít nữa này. Thì bữa nay Linh quay clip buổi chiều gần tối mọi người, hơi tối, Linh sẽ cố gắng truyền tải cái cách làm này cho mọi người mau nhất có thể ha. Rồi chúng ta cắt này, đó mọi người thấy không, cắt này. Đó, rồi cái bẹ bên trong này, bẹ bên trong này chúng ta cắt xuống ngang bằng dưới này luôn, để hãm bớt cái đọt non của nó. Rồi chú xem cũng chú ý ha, chú ý cây dừa, không biết cây dừa của chú là cái ở nhà này cái đọt nó có cao như cây dừa này không, thì
Linh sẽ hướng dẫn chú cái cách như thế. Nếu cao hơn nữa thì chú cũng cắt như kiểu này thôi. Đó. Tại vì nè, từ cái cổ này nè, từ cái cổ này lên đây không còn bao nhiêu nữa mọi người. Mọi người cắt sâu sâu quá đó nữa nó không phát triển được cái cọng này lên đâu. Rồi. Lấy nhẹ cái áo ôm ra. Rồi mọi người thấy không? Đây nè. Đó. Cái bẹ này nè, bằng một cây viết là nó thấp hơn, nó cục hơn cái lá này, sau này phát triển lên nữa là vừa ha mọi người. Đó, mọi người đều nhớ là phải thấy cái đọt nó phát triển quá thì mọi người nên xử lý cái cách này. Đó. Rồi trong lúc xử lý á, cái đọt này nó cũng chưa ngóc nè, Linh xin nói thêm luôn là bắt đầu chúng ta cắt bỏ cái lá này luôn nè. Cái lá này nó cũng nhỏ hơn với những cái lá còn lại mọi người, nó không đẹp đâu. Đó, nhẹ nhàng cắt bỏ cái lá này luôn để chúng ta giữ dáng chơi. Hồi lúc mà Linh làm là tính là tông nhỏ như thế này nè mọi người, nhưng mà bận công chuyện đó thì để đó không cắt rồi nó lên cao, cho nên là cây dừa bonsai thì chúng ta phải cắt thường xuyên ha. Đó, chúng ta phải canh cắt thường xuyên thì chúng ta mới có cây đẹp nữa. Công sức bỏ ra nhiều thì chăm cho nó thì chúng ta thì nó sẽ phát triển đồng đều đẹp, thì chúng ta có cây bonsai dừa đẹp chơi. Rồi đó, chúng ta cắt như thế này, sau này nó sẽ ngóc lên đây nữa, cái mẹ này nó bung ra đây. Đó, vậy là chúng ta dưỡng thêm một cái đọt bên trong nữa là chúng ta có thể lên chậu chơi được rồi đó mọi người. Đó, còn cái lá này sau này nếu ấy sau này mà vài ngày nữa chắc Linh cũng cắt bỏ luôn. Lá này cũng xấu nè. Rồi, cái đó là một trường hợp cây xương hồng này ha. Rồi Linh sẽ ví dụ qua một cái cây dừa ẻo bình thường. Đây, cây dừa ẻo đây mọi người. Đó, mọi người thấy cái đọt của nó nè, thấy không nè, nó lên quá trời nè, từ đây xuống đây đo rồi sắp xỉ hai cây viết luôn mọi người. Nhưng mà cái lá này là nó cũng hơn ha, nó cũng sắp xỉ, nhưng mà Linh muốn làm nó nhỏ lại tầm lá này thôi. Đó, cây này là do Linh bỏ trong cái chỗ phức lâu quá không có cắt mọi người, mình cắt rồi mình quên đó, bỏ phế nó. Nó lên cao thì chúng ta cũng có một cách xử lý giống như hồi nãy, nhưng mà đối với cây này thì chúng ta cắt sát luôn nè. Tại vì cái bẹ này nè, nè nó khác hơn cái trường hợp nãy heo người. Tại vì cái nách lá này với cái này nó sắp sửa bằng nhau rồi, chúng ta có cắt sát nó cũng phát triển lên một miếng là dừa. Như cây hồi nãy thì chúng ta phải chừa cho nó lên, tại vì cái nách lá này, cái nách lá này nó còn thấp tuốt dưới này quá. Đó, hai trường hợp ha, mọi người cứ chú ý. Rồi, cái này chúng ta cắt sát luôn nè. Đó, sát xuống dưới luôn. Đó, để kìm hãm cái bẹ và cái đọt non này nè, bên trong nè, nó sẽ không phát triển quá nhiều lên nữa mọi người. Rồi mọi người cứ cắt sát như thế này, sát như thế này luôn, bên trong nhẹ nhàng, những cái cách cắt bình thường thôi mọi người. Nói chung á, mọi người chơi lâu á, chơi thường xuyên, cắt thường xuyên là mọi người sẽ biết cái cách canh để cắt rồi mọi người. Chúng ta canh để cắt thì chúng ta sẽ có cây bonsai đẹp đây. Rồi đó, rồi mọi người nhớ giữ cổ nha, lúc nào Linh cũng hướng dẫn cô chú anh chị mình nhớ giữ cái cổ để bẻ ra nó bị gãy. Đó, lá này sau này cũng bỏ này mọi người. Đó, lá này cũng bỏ luôn. Bây giờ là chúng ta bắt đầu hạ xuống. Rồi đây nè, đó chúng ta cắt phải tới đây nè, mấy dừa nè, tới đây là tới cái nách lá luôn rồi đó mọi người. Thì nó kết hợp với cái kỹ thuật chi tìm nách lá trong bẹ non luôn ha. Đó, những cái hạ này là chúng ta dùng kỹ thuật chi tìm nách lá trong bẹ non. Đó, nó mới tạo ra được cái dáng lùng lại mọi người. Bên trong này chúng ta cũng cắt như thế luôn. Rồi, nhẹ nhàng giữ cổ bẻ ra. Đó, rồi mọi người thấy không? Nè, Linh đã cắt tuốt dưới luôn, tới cái nách lá luôn rồi nè. Nè, cái nách lá nằm ngay trong đây mọi người. Rồi là sau này cái lá này nó sẽ cao cỡ này thôi, nó chỉ phát triển cái bẹ thôi. Rồi chúng ta nhẹ lặn cái cây dao, cắt bỏ cái bẹ luôn. Đó, rồi đó mọi người thấy chưa, đó cái cách này là chúng ta cắt sát luôn nha mọi người, sát luôn. Cái này chỉ chừa lại một chút xíu thôi để cho cái cọng này phát triển lên đó, để chúng ta cứu vớt cây dừa chúng ta không bị mất dáng nha mọi người. Nó sẽ lùng đó, nó sẽ ok lại. Rồi sau này đó, khi chúng ta dưỡng lùng lại thì chúng ta bỏ hết những cái lá này, bắt đầu lấy từ cái đọt non nhỏ bên trong đây nè. Bên trong đây có cái đọt non nhỏ này mọi người nè.
nè, lấy tự động nó nhỏ này nè, nó sẽ lùng lại. Trong thời gian đó thì chúng ta cắt bỏ lá thì chúng ta được cái gốc nữa. Linh thường nuôi là nuôi cắt bỏ rất nhiều lá, bởi vì cây của Linh là gốc khúc như thế này là rất là lâu năm. Đó, cây nào có giá trị của nó không chăm sóc bỏ ra thì có giá trị của nó hết người. Còn những cây dừa chở bình thường nuôi vài tháng á, 3-4 tháng á, sơn gáo vẽ chữ á, thì nó khác ha. Đó. Thì có khi cô chú anh chị nói cây dừa bán giá sao đắt quá thì tiền nào của nấy thôi. Rồi cô chú anh chị nào chăm á, được những cái cây như vậy á, thì biết cái công sức bỏ ra bao lâu rồi là nó mới được cây như vậy. Rồi clip hôm nay thì chỉ có vậy thôi mọi người. Thì Linh muốn làm một clip nhỏ để cho hướng dẫn cho chú để làm cây bonsai của mình, thực hành với cây bonsai của mình ở nhà, cũng như hướng dẫn tất cả cô chú anh chị nào mà có nhu cầu, cũng muốn ở nhà cũng có cây bonsai vậy, muốn biết cách xử lý như thế nào thì xem clip của Linh. Còn cô chú anh chị nào muốn biết thêm những cái cách chăm sóc vườn bonsai và những kỹ thuật cắt tỉa đồ này kia nọ thì có thể vô cái kênh của Linh tìm những cái video dài, Linh đã đăng trước đó. Còn những video ngắn là Linh cũng mới đăng đây theo xu hướng YouTube thôi. Còn hướng dẫn chi tiết nhất thì cô chú anh chị mình có thể xem những cái video dài của Linh ha. Rồi xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ tự tay mình làm được những cây bonsai dừa thật sự xinh xắn chân trong nhà, trong phòng làm việc, để đón tài lộc cho gia chủ chơi cây dừa bonsai ha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau.